Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên tin mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, tin mới xin truyền đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất có liên quan đến diễn biến mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Trung Quốc hạ cấp phản ứng cấp kiểm soát lũ. Trung Quốc tà tơi vì một mùa hè mưa lũ kỷ lục. Trung Quốc không giải quyết được vấn đề lũ lụt kéo dài hàng thập kỷ, hàng tỷ đô la bị đe dọa. Thưa quý vị, vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã hạ cấp phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 xuống cấp 4 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, với cấp 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất khi tình hình lũ lụt đang có chiều hướng dịu đi trên cả nước. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và dự báo lượng mưa, cũng như tuần tra các con đê để đảm bảo an toàn. Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được giảm mức độ, Bộ cho biết mực nước của các nhánh chính của sông Tùng Hoa ở vùng Đông Bắc vẫn ở mức tương đối cao. Cùng ngày, một tai nạn đáng tiếc xảy ra tại một địa phương ở khu vực phía Nam. Chính quyền huyện tự trị dân tộc Đồng Tam Giang thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây cho biết 4 người đã không thể vượt qua và một người mất tích sau khi trận lũ lụt do mưa gây ra tàn phá. Trận lũ còn làm sập một ngôi nhà gỗ trong làng. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành. Lượng mưa ở các khu vực phía Nam của đất nước dự kiến sẽ vẫn tiếp tục trong vài ngày tới. Thưa quý vị, theo nhận định từ các nhà khí tượng học, Trung Quốc vừa trải qua một mùa hè với số lượng mưa và số lượng cơn bão gia tăng đột biến, dẫn tới tình trạng lũ lụt trên diện rộng, đe dọa đời sống của hàng triệu người. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc tuần trước xác nhận mùa mưa lũ đã khiến nước ở tổng cộng 751 con sông vượt qua mức độ cảnh báo, ảnh hưởng cuộc sống của 70 triệu người dân ở 28 địa phương. Hàng chục nghìn người phải sơ tán và hàng trăm nghìn người thiệt mạng, tổng thiệt hại lên tới 29 tỷ đô la Mỹ, không chỉ về nhà cửa mà còn cả về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của nhiều ngành khác nhau. Tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, lũ lụt đã nhấn chìm những mái đền ven sông Trường Giang và cả lối dẫn lên một cây cầu. Vũ Hán đã tuyên bố cảnh báo về lũ lụt bởi những trận mưa lớn. Bức ảnh được chụp cho thấy người đàn ông chèo thuyền cạnh các tác phẩm điêu khắc bị nước lũ nhấn chìm trong công viên gần sông Vũ Sườn hôm thứ Sáu. Nhà chức trách Vũ Hán cho rằng mực nước của sông Dương Tử có thể ở mức 28m trong một thời gian dài. Điều này có nghĩa là dòng sông sẽ ở mức cao hơn đường phố Vũ Hán 4m, vốn trung bình cao hơn mực nước biển khoảng 24m. Chùa Quan Âm tọa lạc trên một hòn đảo đá giữa dòng Trường Giang thuộc địa phận thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc bị nước lũ vây kín hôm Chủ nhật. Hàng năm, những trận lũ kinh hoàng trên sông Trường Giang đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, công trình xây dựng, nhưng chùa Quan Âm vẫn hiên ngang đứng vững bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, liên tục cuồn cuộn dâng cao. Lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 260.000 người ở thành phố Trùng Khánh và khiến gần 20.000 cửa hàng bị ngập lụt trong nước. Lực lượng cứu hộ đã dùng bao nhựa gói xe hơi trên đường để cứu xe trong lúc nước đang dâng cao. Trước đó, thành phố Trùng Khánh nằm tại khu vực thượng nguồn của sông Trường Giang đã nâng mức phản ứng nhằm kiểm soát lũ lụt lên cấp 1, tức là mức cao nhất trên thang 4 cấp hôm thứ Ba. Nước lũ cũng đã ngập đến chân tượng Đại Phật ở Lạc Sơn vào cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, bức tượng cao 71m di sản thế giới được UNESCO công nhận bị nước chạm đến ngón chân. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền Nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đập thủy điện Tam Hiệp nổi tiếng nằm chắn ngang sông Trường Giang đã đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử vào hôm thứ Năm vừa qua, lần đầu tiên đập đón nhận lưu lượng nước lên tới 75.000 mét khối trên giây. Để giảm bớt áp lực, Ban Quản lý đập đã cho mở 11 trên 14 cửa xả với lưu lượng là 49.200 mét khối trên giây. Lưu lượng xả nước khổng lồ khiến dư luận không khỏi quan ngại về độ an toàn của công trình này. Song các chuyên gia Trung Quốc vẫn nhấn mạnh đập Tam Hiệp được thiết kế với khả năng chịu được lượng nước đổ về lớn hơn cả thời điểm hiện tại. Năm 2023 là một năm khó khăn của Trung Quốc khi cùng lúc phải đối mặt với rất nhiều mối họa nội tại. Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn chưa kết thúc,
thì tình hình mưa lũ trên khắp cả nước đang đặt ra cho các nhà chức trách một bài toán hóc búa về tài chính. Trung Quốc đã xây dựng nhiều hồ chứa, đê đập trên 7 hệ thống sông lớn của mình trong vài năm qua, nhưng vẫn đang phải vật lộn với những đợt lũ lớn, tàn phá nhiều diện tích đất nông, công nghiệp và hàng triệu ngôi nhà. Thông tin từ Bloomberg cho biết, kể từ năm 1950, Trung Quốc đã chứng kiến 3 trong số 10 trận lũ lụt có sức tàn phá khủng khiếp nhất thế giới. Lũ lụt ở các thành phố đang là một xu hướng đáng lo ngại và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một dấu hiệu cho thấy dân số gia tăng và việc không thực hiện các chính sách đô thị hóa. Tháng trước, lũ lụt ở đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Trường Giang đã lên đỉnh điểm và các quan chức lo ngại đập có thể bị vỡ. Theo China Coderis, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Hồng Kông, hơn 40% dân số Trung Quốc sống trong vành đai kinh tế sông Trường Giang và chiếm gần 50% giá trị xuất khẩu, 45% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Khu vực này nếu được coi là một thực thể độc lập, có thể là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Với mối đe dọa từ những thảm họa nghiêm trọng đang hiện hữu, một nhà khí tượng thủy văn học Peter Clark, thành viên của Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ nói với South China Morning Post rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng mưa cực lớn, khiến cho các đập như Tam Hiệp sẽ không thể ngăn chặn lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra trong tương lai. Theo một nghiên cứu, nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, dòng chảy xung quanh Trường Giang và các con sông khác trên thế giới sẽ mạnh lên, dẫn đến tần suất lũ lụt lớn tăng lên. Một nghiên cứu sử dụng ghi chép lượng mưa trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 2010 cho thấy những ngày mưa lớn thường xuyên hơn và dữ dội hơn ở các thành phố so với các khu vực ngoại ô dọc theo sông Trường Giang. Trung bình những ngày như vậy, chứng kiến mức tăng 30% ở những nơi như Tô Châu gần Thượng Hải, được biết đến với áo cưới, đồ xuất khẩu, cô dâu và các nhà máy công nghệ lớn. Năm ngoái, Trung Quốc đã bơm 726 tỷ nhân dân tệ để bảo tồn các nguồn nước. Đây là mức cao nhất trong lịch sử. Nhưng ngoài điều này, hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đang được chi cho các chương trình khôi phục COVID-19, bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực 5G khổng lồ để đảm bảo khả năng sản xuất trong tương lai. Biến đổi khí hậu đã làm gia tăng nguy cơ lũ lụt. Tại tỉnh Quảng Đông, công nghiệp hóa nặng, thiệt hại do lũ lụt đã lên đến khoảng 30 tỷ nhân dân tệ. Theo Bloomberg, các bộ ngành ở Bắc Kinh đã ban hành các quy tắc và mục tiêu liên quan đến biến đổi khí hậu và Trung Quốc đã có thời điểm được coi là nước đi đầu. Tuy nhiên, điều đó cần được suy nghĩ lại. Các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng và việc thiết lập mô hình rủi ro đối với các sự kiện lũ lụt trở nên khó khăn hơn. Năm 2016, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước đã phải chịu thiệt hại lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ do lũ lụt và bão. Phân tích của First Writing cho biết, các công ty bảo hiểm ở các tỉnh Hồ Bắc, Quảng Tây và Giang Tây đã phải chịu khoản lỗ hơn 500 triệu nhân dân tệ so với một tuần trước đó, bao gồm các yêu cầu bồi thường từ bảo hiểm nông nghiệp, động cơ và tài sản. Kính thưa quý vị và các bạn, tính đến 1 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đã có 160 người thiệt mạng và 6.700 người bị thương. Theo Bộ Dân Chính Trung Quốc, tính đến 1 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đã có 160 người thiệt mạng và 6.700 người bị thương trong trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra sáng ngày hôm qua tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Đến nay đã ghi nhận ít nhất 712 cơn dư chấn tại khu vực sau khi xảy ra trận động đất, trong đó có 2 cơn dư chấn mạnh với cường độ khoảng 5 độ Richter. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc cho biết đã triển khai đội cứu trợ cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các thiết bị cứu hộ đến khu vực thiên tai. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong chuyến thị sát tới khu vực xảy ra động đất nhấn mạnh, chính phủ và người dân cần phải đoàn kết, tiến hành công tác giải cứu một cách khoa học, sau đó sẽ xem xét các điều kiện và khả năng nhằm giảm tối đa thiệt hại cũng như các biện pháp nhằm khắc phục các hậu quả của thảm họa. Ông Lý Khắc Cường ra lệnh phải đảm bảo chỗ ở, thực phẩm và nước sạch cho người bị nạn, cũng như tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu công bố thông tin về tình hình thảm họa, công tác cứu hộ cũng như số người thương vong một cách kịp thời và chính xác tới người dân. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã ra lệnh nỗ lực giải cứu các nạn nhân, giảm tối đa tình hình thương vong. Nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về trận động đất gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết đã thảo luận với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc về việc yêu cầu sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục hậu quả của trận động đất.
Nga cũng cho biết nước này sẽ gửi nhân viên cứu hộ, bệnh viện dã chiến và hàng hóa viện trợ nhân đạo đến Tứ Xuyên nếu Trung Quốc yêu cầu. Thưa quý vị, Trung Quốc động đất liên tiếp, ít nhất 80 người thiệt mạng. Tổng số người chết sau những trận động đất liên tiếp ở Tây Nam Trung Quốc đã lên tới con số 80 và 731 người bị thương. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, hơn 6.600 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và 430.000 căn nhà khác bị hư hại sau các trận động đất ngày hôm qua. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có mặt tại hiện trường vào sáng sớm nay thăm những người bị thương. Theo Tân Hoa Xã, đích thân ông Lý Khắc Cường đã chỉ huy các hoạt động cứu hộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các lãnh đạo địa phương khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết 100.000 người đã được sơ tán và vẫn còn 100.000 người nữa đang tìm chỗ trú ẩn. Cũng theo hãng tin này, thống kê thiệt hại vật chất ban đầu của trận động đất là nửa tỷ đô la Mỹ. Tân Hoa Xã nói vùng xảy ra động đất là khu vực rất nghèo khó, giao thông và hạ tầng thông tin liên lạc trong vùng đã bị hư hại nghiêm trọng. 4 trận động đất xảy ra ở khu vực ranh giới các tỉnh Vân Nam và Quý Châu trong khoảng thời gian từ 11 giờ 19 phút tới 13 giờ 12 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, chấn động đo được từ 4,8 tới 5,6 độ theo USGS. Cả 4 trận động đất đều có tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km. Trận động đất thứ nhất xảy ra gần ranh giới giữa hai huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam và Uy Ninh, tỉnh Quý Châu theo Tân Hoa Xã. Vùng Tây Nam Trung Quốc là khu vực thường hay xảy ra động đất. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất 7,9 độ ở Tứ Xuyên đã tàn phá khủng khiếp và làm ít nhất 69.000 người thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.